chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm máng treo khăn đôi cong Elox số 304 của Eurolife, và đây là đóng gói của sản phẩm. Ở trong mỗi sản phẩm đều được đi kèm một phiếu bảo hành của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đây là sản phẩm chính của chúng ta được thiết kế như vậy. Máng treo khăn cong Elox số 304. Chúng ta thấy đây là một sản phẩm với chất liệu Elox số 304 nguyên chất, được mạ chrome sáng bóng, và chúng ta thấy là bát được in logo của Eurolife và phía dưới là logo số 304. Đó. Chất liệu thì chúng ta có thể thấy là độ sáng bóng của chất liệu rất là cao. Rồi, phần bát. Bát phía sau được thiết kế hình chữ V và với một ốc lục giác ở đây để cố định sản phẩm lại khi lắp đặt. Thì khi lắp đặt thì chúng ta tháo ra như thế nào thì lắp đặt vào đúng như vậy. Chúng ta bắt bát này vào tường, sau đó là siết ốc này lại thôi, đưa kệ vào và siết ốc lại thôi. Thì cái này cũng khá là đơn giản. Với bát phía bên trong này của Eurolife cũng được làm từ Elox số 304, không giống như các sản phẩm khác. Các sản phẩm khác thì thông thường được làm bằng thép và sẽ bị han rỉ sau một thời gian sử dụng, nhưng của Eurolife thì hoàn toàn làm bằng Elox 304. Đó. Hai bát thì như nhau thôi. Chúng ta cùng xem thông số của sản phẩm này như thế nào, bởi vì sản phẩm này được làm từ Elox 304 với trục cũng tương đối lớn và khá vững chắc cho phòng tắm của các bạn, với hai thanh máng khăn. Chúng ta có thể tối ưu được nhiều khăn khác nhau, có thể phát được tới 4 khăn hoặc là 2 khăn lớn. Chúng ta cùng xem thông số về độ lớn của trục trụ. Đây, trục trụ chính là 25mm. Đó, chúng ta thấy trục trụ chính là 25mm. Và trụ nhỏ là 15mm. Đó, chúng ta thấy trụ nhỏ là 15mm. Về chiều dài tổng thể chúng ta cùng xem luôn nhé. Chiều dài từ trụ này qua trụ kia là 57 phân, xin lỗi mọi người, 57 phân. Còn từ bát này cho đến bát kia là 60 phân. Đó. Và chiều dài đưa ra thì chúng ta xem đây, chiều dài đưa ra là 14 cm. Đó, tức là chiều dài đưa từ trong tường ra tới phía ngoài này là 14 cm. Đó là thông số chính của sản phẩm này. Đây là một sản phẩm rất là chắc chắn và sáng đẹp cho phòng tắm nhà bạn. Chúng ta thấy là Eurolife thì luôn luôn đưa tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, kể cả là phụ kiện. Chúng ta thấy là đi kèm là 4 tắc kê và 4 con ốc cũng đều được làm từ Elox số 304. Bởi vì thông thường thì các viên vít khác được làm bằng thép sẽ bị han rỉ sau một thời gian sử dụng, đặc biệt với môi trường phòng tắm. Khi chúng ta thay thế thì sẽ bị gãy hoặc là không vặn được ốc ra. Nhưng với Eurolife thì chúng tôi chú trọng từ những chi tiết nhỏ. Ốc cũng đều được làm bằng Elox số 304, kèm theo đó là một ốc lục giác để chúng ta thao tác lắp đặt cho sản phẩm này. Đây là một sản phẩm cao cấp và rất là chất lượng cho phòng tắm của các bạn. Chúng tôi cam kết là Eurolife luôn luôn sản xuất đúng tiêu chí chất lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng, để đưa tới tay sản phẩm, tới tay quý khách những sản phẩm tốt nhất và đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng. Vì vậy quý khách hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Eurolife Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ Eurolife Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm vừa qua để đưa thương hiệu Eurolife phổ biến hơn ở ngoài thị trường và được mọi người tin dùng hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ các bạn trong thời gian tới và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo.